Cựu huấn luyện viên Thái Lan chỉ ra đội bóng có thể giành huy chương vàng SEA Games 32, liệu có phải Việt Nam? Cựu huấn luyện viên của tuyển Thái Lan, ông Wittaya Lauhakun, mới đây đã chỉ ra ứng cử viên nặng ký nhất của tấm huy chương vàng SEA Games 32. Ông cho rằng U22 Việt Nam không phải là đối trọng của U22 Thái Lan ở kỳ đại hội năm nay. Tại SEA Games 32, cá nhân tôi nghĩ rằng ứng cử viên hàng đầu cho tấm huy chương vàng môn bóng đá nam là U22 Malaysia. Đội bóng trẻ nước này đã có sự chuẩn bị kỹ lưỡng trong một thời gian dài trước đó. Họ hoàn toàn có khả năng vô địch SEA Games. U22 Việt Nam vẫn là đội bóng mạnh nên chúng tôi sẽ cẩn trọng họ. Nhưng tôi nhắc lại, U22 Malaysia mới là đối trọng của U22 Thái Lan trong cuộc đua vô địch. Trong quá khứ, Việt Nam có 7 lần nằm cùng bảng với Thái Lan tại SEA Games. Đáng chú ý, chúng ta có tới 5 lần giành vé vào chung kết và bất bại khi so tài với U22 Thái Lan trong suốt năm qua. Trong đợt tập trung sắp tới, U22 Việt Nam sẽ triệu tập khoảng 28 cầu thủ.